Xin chào cả nhà, ngày hôm nay em sẽ cùng chồng đến thăm nhà của chị họ tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ đến các bạn xem là ở Việt Nam hiếu khách, đón khách như thế nào và xem chồng Hàn hát karaoke như thế nào nhé. Khi chồng Hàn hát karaoke khiến cho cả nhà ai cũng phải trầm trồ các bạn ạ. Thật là ngạc nhiên đối với lại cái giọng hát tuyệt vời của chồng em. Và đầu tiên thì đến là tặng quà. Quà này là em cũng mang từ Hàn Quốc về và để dành để tặng cho các chị, các anh. Quà tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng và mang từ Hàn Quốc về, nên là mong mọi người đừng chê nhé. Đây là nhà con gái của bác. Bác em là chị gái của bố cho nên là rất là thân thiết. Mọi người ai cũng tốt các bạn ạ. Đến thì được ăn món quả bưởi. Bưởi này thì ở Việt Nam mình rất là ngon và rẻ. Như chị em thì mua bưởi này là 25.000 một quả, thuộc loại bưởi diễn các bạn ạ. Về Việt Nam mình ăn hoa quả là tuyệt vời nhất. Vừa rẻ mà đi đâu cũng có thể mua được. Bán ở đầy đường và ở trên các chợ. Rất là tuyệt vời. Sau khi ngồi ăn hoa quả uống nước một lúc thì bác bây giờ đến chơi rồi đây. Bác ở nhà của con gái út, hôm nay mới sang chơi khi mà có cháu đến thăm. Bác thì sức khỏe không được tốt cho lắm, tuy nhiên thì rất là quý cháu. Thật là tuyệt vời. Mong bác luôn mạnh khỏe và có thể sống lâu với con với cháu. Bác năm nay cũng nhiều tuổi rồi các bạn ạ. Đi lại cũng bất tiện nên là hơi vất vả cho bác một chút. Mấy năm mới được gặp một lần, thấy bác già đi rất là nhiều. Đúng là thời gian trôi qua con người ai cũng thay đổi các bạn ạ. Rất là nhiều người già đi, cũng có rất là nhiều lớp trẻ lớn lên. Chúng ta đôi khi cũng thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Và đây là ba cậu con rể của bác đây. Tuyệt vời. Sau khi mọi người đi dọn thức ăn thì em có biếu bác ít tiền để bác tiêu. Ngày trước khi còn nhỏ thì đến nhà bác chơi bác hay cho tiền để tiêu vặt các bạn ạ. Và bây giờ bác già rồi không kiếm được tiền. Khi mà đến chơi thì thỉnh thoảng cho bác được một ít. Bác có thể mua bánh kẹo hoặc là tiêu vào những cái thứ, những cái việc mà mình cần. Mong là bác luôn khỏe mạnh, giữ sức khỏe. Và đây là hồng sâm của Hàn Quốc. Một túi như thế này là 100 gói, một gói là 15 gram. Và một ngày thì chúng ta có thể uống một gói. Đây cũng là một trong những món quà khá là tốt và mang biếu làm quà rất là nhiều. Số lượng nhiều nên là dễ chia nữa. Mỗi người một gói ăn cho vui các bạn ạ. Cái này thì ăn vào buổi sáng rất là tuyệt vời, thay cho ăn sáng cũng được, giúp cho chúng ta có năng lượng cả ngày để làm việc. Và bây giờ mọi người đang học cách ăn. Cũng nhiều người chưa có quen tại vì cũng ít khi dùng. Có nhiều người dùng nhiều rồi thì chắc là cũng dễ. Ăn nó khá là ngọt ngọt đắng đắng. Nói chung là cũng là dễ dùng các bạn ạ. Đây cũng chỉ là một sản phẩm hồng sâm bình thường thôi, không phải cao cấp gì cả. Rất là dễ mua và có thể sử dụng được lâu dài. Một gói là một ngày thì các bạn mua một hộp như thế này uống được 100 ngày. Một năm thì cũng chỉ tốn mất 3 gói thôi. Và sức khỏe của chúng ta tốt lên rất là nhiều. Mọi người ăn ai cũng khen ngon và rất là vui vẻ. Và em thấy như thế rất là hạnh phúc các bạn ạ. Hiện nay thì cuộc sống càng ngày càng chú trọng đến sức khỏe. Bây giờ không chỉ có ăn ngon mà còn phải mặc đẹp và tránh những cái bệnh tật. Làm thế nào để chúng ta sống khỏe mạnh và sống thọ đúng không ạ? Và bây giờ bữa tối đến rồi đây. Khi mà khách đông thì thường ở Việt Nam mình ăn lẩu là một món rất là tuyệt vời. Vừa ăn được đông người mà vừa rất là ngon, lại nhanh no. Chúng ta có thể ăn rất là nhiều rau cùng với các loại thịt. Ngày hôm nay thì có khách đến cho nên là nhà anh chị đã đãi món lẩu trâu, thịt bò, gà, cá. Nói chung là thập cẩm đủ các kiểu các bạn ạ. Nhìn đã thấy ngon rồi. Wow, một nồi sôi sùng sục như thế này. Và đây là một đĩa thịt trâu. Ở Việt Nam thì em thấy ăn rau nó thơm và nó đậm chất hơn ở bên Hàn. Bên Hàn thì thường trồng rau trong nhà kính rất là nhiều, vì vậy rau hơi nhạt. Và đây là sàn nhà của nhà anh chị đã sửa. Sàn này là sửa sang loại nhựa các bạn ạ. Khá là đẹp và tự nhiên đúng không ạ? 1 mét vuông thì sửa cũng mất mấy trăm ngàn Việt Nam đồng, khá là đắt. Và khách quý bây giờ lại đến chơi đây. Và đây là các cháu, các chắt. Bé thì gọi em bằng gì? Và cô bé nhỏ màu đỏ thì bây giờ phải gọi bằng bà. Bây giờ em lên chức bà rồi đấy. Ở Việt Nam mình vai vế trong họ hàng khá là phức tạp đúng không ạ? Chồng em về nhà nhiều khi là cũng khá là đau đầu khi mà không biết là ai gọi bằng bà, bằng bá, bằng chị, bằng em.
Mọi người ở nhà đã chuẩn bị sẵn nồi nấu rồi. Khi mà thấy nghe có khách là em đến chơi thì bắt đầu vác hết cả nồi niêu mang đồ ăn sang bên này cùng ăn cùng cho vui. Đang thích không? 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, vô! À nhưng mà trời, mà trời. Đúng rồi, đúng rồi. Thuộc á? Thuộc rồi. Trái hết rồi à? Tốt kêu. Thật là tuyệt vời khi mà mọi người sum vầy như thế này. Ở Việt Nam mình thì cái tình thương trong gia đình, cái không khí ở trong gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc. Chồng em thì uống không được giỏi lắm cho nên là nhiều khi giao lưu về là cứ hay bị đau bụng. Và về Việt Nam mình thì hay được mọi người mời uống rất là nhiệt tình. Đây là một nồi lẩu thập cẩm, muốn ăn gì cũng được các bạn ạ. Và đây là gà. Gà quê rất là ngon, tuyệt vời. Những cái chân gà nó to, em rất là thích ăn chân gà. Và chồng em uống rượu thì hơi thấy nặng. Rượu Việt Nam mình thì nặng hơn so với bên Hàn Quốc rất là nhiều. Và về đây uống vài chén là say đơ. Đặc biệt là tửu lượng của các anh, các chú ở Việt Nam thì rất là giỏi. Chồng em về thì hay bị thua. Đấy, ai uống xong còn lật chén. Nhăn nhó hết cả mặt mày và tội ông chồng của em. Cứ kêu là rượu nặng lắm vợ ạ. Thế ai mời cũng phải uống lịch sự mà. Cứ phải uống nhưng mà uống xong là nhăn nhó hết cả mặt. Sang bên Hàn thì chúng ta rất là khó có thể gặp được những cái bữa lẩu mà quây quần gia đình ấm áp và vui vẻ như thế này. À, văn hóa ở mỗi nơi khác nhau các bạn ạ. Khi mà các bạn đi ra ngoài, đi ra những nơi xa, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều điểm khác biệt. Và chỉ có ở quê hương mình thì những thứ mà mình gắn bó, những cái mà chúng ta cho là truyền thống tốt đẹp thì chúng ta sẽ thấy nó thật sự rất là tuyệt vời. Như gia đình ăn uống như thế này thì em thấy ngon, ấm áp và nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Có thể nói chuyện trên đường trời dưới đất, vừa uống vừa nói chuyện, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Chồng em khen rượu ngon mà mặt nhăn như đi khỉ các bạn ạ. Xin chào mọi người. Sau khi ăn uống no say thì bây giờ đến tiết mục karaoke. Và mọi người mỗi người làm dạo một bài. Chồng em thì thấy ai cũng hát, thấy vui quá, thích quá cũng ra đòi hát bài các bạn ạ. Vậy là bật karaoke Hàn Quốc cho chồng em thể hiện. Và đây là lần đầu tiên mà chồng Hàn thể hiện karaoke. Nhảy chung chưa? Yêu yêu yêu. Ai cũng quay. Đến đoạn này thì ai cũng thấy khủng khiếp. Không ngờ rẻ Hàn hát chung thế. Tuyệt vời. Và hơn 40 năm luyện nhảy thì đây là điệu nhảy thần thánh của chồng em. Sau khi hát xong thì bây giờ khán hết cả tiếng. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.